Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em một chiếc bình ắc quy, xe ô tô, xe máy nổ hoặc như những bên mình thì mua về để sử dụng cho xe nâng. Bình này là bình khô nên các bạn không cần phải bảo dưỡng hay là châm thêm nước gì cả. Như con bình trước của mình thì bị cũng là do, thứ nhất là do thời gian sử dụng dài, thứ hai là mình quên không châm nước thì dẫn đến bình ắc quy bị hỏng. Nên đợt này bên mình sẽ không sử dụng bình ắc quy nước nữa mà chuyển sang sử dụng bình ắc quy khô. Thương hiệu của GS thì quá nổi tiếng rồi, liên doanh của Nhật. Đấy. Mã của nó là 80D26N 70A. Bảo hành 9 tháng các bạn nhé. 9 tháng. Đây, bình có hai cái tay sách. Ok. Bình khô nên là không, cái bên trên mặt thì phẳng luôn, không có những cái nút để chúng ta thăm nước hay châm nước. Đấy. Nắp đặt cũng rất đơn giản thôi, chúng ta nắp theo cực âm cực dương. Đấy. Trên đây là hướng dẫn sử dụng, cảnh báo cho chúng ta. Đây là cực âm, đây là cực dương. Ok. Dùng bình khô thì khá là tiện lợi, chúng ta không cần phải bảo trì bảo dưỡng gì cả, cứ nắp vào là chạy thôi. Ok. Nắp đặt thì các bạn chú ý cực âm dương cho nó chính xác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.